Du lịch Bình Dương, kính chào quý vị và các bạn. Ở Bình Dương quý vị và các bạn đã từng đến khu du lịch Thủy Châu chưa quý vị? Thủy Châu. Đó, chúng ta đầu tiên là dừng chân tại bãi xe ha, bãi xe của khu lịch Bãi Châu. Thủy Châu. Không. Hãy nhìn xem cái bãi xe là biết cái độ hoành tráng của khu lịch thôi. Đó, bãi xe. Không biết bao nhiêu bãi xe mà nói. Đây, một đoạn đường dài. Xe xếp hàng dọc. Mình ước chừng chắc cũng phải 500 mét đó vậy. Hai bên đường luôn. Và mình giới thiệu địa điểm nha vậy. Ở đây là cuối đường Mỹ Phước Tân Vạn. Cuối đường Mỹ Phước Tân Vạn, cái đoạn mà giáp ranh giữa Tân Vạn và Bình Dương đó vậy. Thấy không? Đoạn Tân Vạn chứ không phải đoạn Mỹ Phước nha. Có khu lịch Thủy Châu. Rồi chúng ta dừng đây ha, chờ xe. Ở đây qua khu lịch xa quá cho nên nhờ xe máy chở mình đi một đoạn nha quý vị. Gửi xe xong nhờ xe máy chở mình đi một đoạn. Rồi đợi xe máy không được mình cuốc bộ luôn. Chúng ta nhìn cái quang cảnh nè vậy. Ngày lễ ngày Tết là đông nghẹt. Đi bộ chắc cũng khoảng vài trăm mét mới tới khu lịch. Đó, mình đi bộ một hồi mới tới khu lịch Thủy Châu của Bình Dương nha vậy. Và vẫn là điệp khúc của bãi giữ xe. Cái gì thấy không? Điệp khúc bãi giữ xe. Ở hai bên đường luôn ha. Trùng trùng điệp điệp các bãi giữ xe khu vực xung quanh đây. Mọi người nhìn ha. Rồi tới cổng khu lịch đây. Chúng ta tiến vào khu du lịch Thủy Châu, khám phá khu du lịch Thủy Châu. Thì đây chủ yếu là về nước ha, về thủy mà. Rồi. Chủ yếu là nước. Cái đài này nè. Ừ thôi, đi vào đi con, đi vào chút nữa ba mua cho. À, chủ yếu là nước. Những cái hồ nước nhân tạo. Rồi hòn non bộ cũng nhân tạo luôn. Nhưng làm rất đẹp. Ừ, chờ ba chút xíu đi, đi vô nè. Mua cho có tiền mà. Còn bé. Hai đứa luôn. Chờ ba chút xíu mẹ đi mua vé mới đi toilet được. Trời ơi sao mà rối như vậy. Nè nắm tay em đi con, nắm tay em đi. Đi nắm tay em coi chừng lạc em nha. Đó. Còn bán vé 100.000 một vé. Bên đây là phòng vé ha vậy. Bên phải là phòng vé. Vé xong rồi chúng ta đi vào khám phá khu lịch Thủy Châu. Chút nữa mình sẽ ghi chi tiết cho quý vị và các bạn xem. Rồi, vé sẵn trong tay rồi, chúng ta cùng nhau khám phá khu du lịch Thủy Châu nha quý vị. Sao hả? Rồi, trẻ em là không tốn tiền vé nha. Trẻ em dưới 12 tuổi là không tốn tiền vé. Rồi, chú gửi vé, rồi, cảm ơn chú. Rồi, khỏe quá, vào được khu du lịch rồi bà con ơi. Đường sang Tây Trường Sơn có suối nổi, thác đổ và vũng soi. Vũng soi là cái gì? Nè, ở đây khu trò chơi Liên Hoàn Game Center. Ôi, mà có chịu kìa. Rồi, chúng ta đi, tiếp tục chúng ta khám phá thôi, bên này dã ngoại. Cắm trại. Từ từ con. Ừ.
trời đông khủng khiếp luôn quý vị. Đường sang Tây Trường Sơn và lên đền liệt sĩ. Mát, ở trong này mát, cây cối rất nhiều. Mọi người nhìn nè, Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới, bình thường như bình thường, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình thường phải nói là khủng khiếp luôn vậy. Không có gì phải gọi là băn khoăn về vấn đề dịch bệnh nữa hay sao? Không phải là chủ quan, nhưng mà chúng ta đã chịu dịch bệnh gọi là khóa chặt đông kín, đông cứng. Phải nói là 4 tháng trời. Bây giờ giải pháp vaccine có vẻ hiệu quả, sống chung với dịch. Không nghe ai nói nhắc đến về dịch bệnh nữa. Đông quá trời đông. Rồi qua đây coi cảnh nước đổ đi. Nắm tay mẹ nha. Đây lên đây ngắm nước nè. Đây cho mát ngắm nước nè. Wow. Ở bên này có thác kìa, có thác đổ kìa. Đây là hồ nước nhân tạo nha vậy. Đó, những cái hồ non bộ cũng là nhân tạo hết, không phải là tự nhiên. Nhưng mà cũng tạo cảnh quan nó cũng rất sinh động không. Đó, trèo lên thác. Nhìn xuống. Bên kia có cây ngăn cản. Đây hồ nước nè. Quá tuyệt vời. Có vẻ như con muốn tắm rồi đúng không? Đây bên đây là khu vực nhà hàng Thủy Châu nha vậy. Đây. Có đủ các món phục vụ cho thực khách. Đây, thấy không? Đủ món đó nè. Đâu mẹ đi đâu rồi? Đây à, dạ, dạ. Dòng suối kéo dài qua bên đây luôn, có cái thác đổ bên kia nữa kìa ha. Rồi đông quá trời đông. Có nhiều món ghê chứ ha, nhiều món cho chúng ta lựa chọn. Qua bên đây kem nè, có đây ăn kem ha. Nhà hàng cũng hoành tráng. Đó, mua kem ăn đi. Trà sữa nè. Thank you.
cảnh tay em đi con, coi chừng té em á. Bảo vệ cho em coi chừng té em. Cô này thiệt là đó, cái gì thấy đó. Bình thường như bình thường ha, không có gì đáng ngại cả. Vẫn vui, vui chơi thỏa thích. Lượt khách đến mỗi ngày mỗi đông quý vị, mỗi lúc mỗi đông. Rồi chắc cũng kết thúc video luôn quý vị. Thì hồ du lịch Thủy Châu ở cuối đường Nguyễn Phước Tân Vạn, khu vực là Tân Vạn quý vị. Đây là thuộc tỉnh Bình Dương nha. Có hồ, có cây, có nhà hàng đó, khu lịch sinh thái Thủy Châu, điểm lý tưởng cho các bạn nhỏ. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Đến đây mình cũng xin kết thúc video đây.